Tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, bước sang tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023, là hung hay cát, giàu hay nghèo. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão 2023 thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may để có niềm tin vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống và tuổi ất tỵ, sinh năm 1965, được các nhà tử vi học, nhà chiêm tinh học dự báo trải qua một tháng nhiều vất vả, vượt lên chính mình, tài lộc hưng vượng, giàu sang phú quý. Tử vi tuổi ất tỵ, sinh năm 1965, trong tháng 1 âm lịch năm 2023, may mắn liên tiếp đỏ như son, nhưng cần lưu ý tiểu nhân rình rập. Quý vị thân mến, mỗi người đều luôn hy vọng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, giàu sang phú quý cả đời không phải lo toan vất vả. Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Muốn có được thành công, giàu có, thì chúng ta phải tìm thời cơ tới, như là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có như vậy mọi sự mới hanh thông, suôn sẻ, ngập tràn may mắn. Để biết được điều đó, các bậc thầy tử vi, các nhà chiêm tinh học, căn cứ vào sự dịch chuyển của các chòm sao, dựa vào thiên can, địa chi, ngũ hành, để luận giải lá số tử vi cho người tuổi ất tỵ sinh năm 1965, trong tháng đầu tiên của năm quý mão, giúp cho quý mệnh chủ tránh được vận đen, đón thật nhiều may mắn về mình. Một năm cũ đi qua, một năm mới sắp đến, ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn có một năm mới 2023 thật thịnh vượng, may mắn, hạnh phúc và hơn hết là mong muốn một tháng đầu năm 2023 luôn xuân sẻ. Vậy tháng 1 của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 diễn ra thế nào? Sau đây, chương trình xin gửi tới quý vị tổng quan tử vi tháng 1 năm 2023 cho tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão vận khí của người tuổi ất tỵ được đánh giá là có những khởi sắc rõ ràng hơn hẳn thế nhưng để có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải lúc bản mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn đây là tháng sự nghiệp bán cát bán hung có cắt tinh che chở nhưng cũng không ít hung tinh rình dập gây điều tiếng thị phi bất cứ lúc nào bạn cũng nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình tránh trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân dẫn tới tay bay vạ gió phương diện tài vận, được cho là có nhiều điểm sáng, tích lũy nhiều tiền của, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Nhưng, bạn cũng nên chú ý, các mối quan hệ xã giao hợp tác, làm ăn, khá mong manh, nếu bạn không chú ý thắt chặt, sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài, do ngũ hành xung khắc gây ra. Lại thêm, bị hung tinh chủ về nhân duyên chắc trở, là cô thần chiếu mệnh, nên các mối quan hệ nhìn chung khá ảm đạm, điểm báo có sự dạn nứt nghiêm trọng, có thể dẫn đến việc đường ai nấy đi, dẫn đến chia ly, xa cách trong tháng có nhiều sao xấu tọa mệnh, gây hung hiểm cho sức khỏe, như tăng môn, thiên cầu, nên cần đi đứng thận trọng, kẻo gặp tai nạn bất ngờ, nhẹ thì bị thương ngoài da, chảy máu, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo, nguy hiểm tính mạng, vân vân. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong tháng 1 âm lịch, năm 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe. Mời quý khán giả cùng theo dõi về sự nghiệp vận trình công việc của tuổi ất tỵ bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão nhìn chung không có quá nhiều cản trở chăm chỉ làm việc thì ắt gặt hái thành quả xứng đáng nếu có sự chủ động bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động biểu hiện là chất lượng công việc sẽ nói rõ về năng lực của bạn tới đâu đó là lý do ất tỵ chỉ cần chú tâm và gắng hết sức mình cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn đặc biệt tinh thần làm việc hăng say thực sự cầu thị rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn do đó nếu công ty cơ quan đang tổ chức ứng tuyển bạn nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình để có được vị trí xứng đáng ngược lại những người mang tâm lý an nhàn ngại va chạm tất nhiên vận trình vẫn cứ đều đều không tăng không giảm nhưng nếu đó là lựa chọn của bạn thì cũng không có gì phải lo lắng tuy nhiên bạn cũng cần đặc biệt lưu ý trong tháng thiên can quý thủy xuất hiện thiên quan chủ về gánh vác công việc vất vả nhiều áp lực chẳng những không nhận được sự hỗ trợ từ người khác mà còn có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá họa thị phi điều tiếng có thể ập tới bất cứ lúc nào bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân dẫn tới tay bay vạ gió Thêm sự xuất hiện của hung tinh, phá toái, và phi liêm, công việc dễ có sự phá hoại từ bên ngoài. Do đó, trong tháng này nếu ất tỵ mong muốn có sự đột phá mạnh mẽ, thì vẫn chưa phải lúc bản mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Càng ở thời điểm vận trình có nhiều trở lực, nhất định bản mệnh càng cần suy nghĩ tích cực, hành xử thận trọng, và không ngừng nỗ lực vươn lên thành công sẽ tới. Về tài lộc, Tháng đầu tiên của năm quý mão, về phương diện tài lộc, tài chính, của người tuổi ất tỵ nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều, không chỉ thu nhập tăng lên, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm, cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện được cuộc sống. Tất cả là nhờ vào các khí của thiên tài, thứ tài trong tháng sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về, bản mệnh, càng sông sáo, càng năng động, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình, thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm đấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra, thậm chí dù có lợi thế, nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt nhìn được đấy, nhưng lại không nắm bắt được. Tuy vậy, hung tinh thiên quan, kết hợp với thiên cầu, cảnh báo các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài, đặc biệt bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo. Những người kinh doanh, được khuyên làm ăn buôn bán phải thận trọng, trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ, có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ, để có phương án phòng bị phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương, để điều chỉnh lại bản thân mình. Về tình duyên Tháng 1 âm lịch năm 2023, được dự đoán không phải là một tháng thuận lợi về mặt nhân duyên của Ất Tỵ, thậm chí nếu không xử lý tốt các mối quan hệ, cũng như kiểm soát cảm xúc của mình con giáp này còn có thể đối mặt với đổ vỡ chia ly đây là tháng ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm vợ chồng hay đôi lứa đang trong quá trình tìm hiểu đều dễ xảy ra mâu thuẫn đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ nhưng lại khơi mào những trận tranh luận này lửa chỉ vì không ai muốn là bên yếu thế tranh cãi gay gắt vốn chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì lại khiến đôi bên đều khó chịu ấm ức trong lòng Tình cảm đắp xây vốn chẳng hề dễ dàng, nếu cả bạn và người ấy chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương thì tình yêu lớn đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn tình hình. Nhìn chung những trục trặc ở phương diện tình cảm trong tháng 1 năm Quý Mão 2023 này của tuổi Ất Tỵ, đa phần đều xuất phát từ chính bạn. Sau đó, bạn nên điều chỉnh lại bản thân, cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc thì mọi việc sẽ không quá mức tồi tệ. Về sức khỏe, Bước sang tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, tuổi ất tỵ bị hung tinh tăng môn, thiên cầu, hoành hành, nên sức khỏe xa sút điểm báo còn dễ xảy ra tai nạn, thương tật, với mức độ không hề đơn giản. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng, khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh, hoặc môn thể thao mạo hiểm, tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo trong tháng cũng có cô thần ảnh hưởng, bản mệnh dễ sinh tâm lý cô đơn, buồn tủi, khiến tinh thần xa sút nhiều nỗi phiền lo, dần sinh tâm bệnh, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ đều kém, lười hoặc sợ vận động, cân nặng tăng giảm bất thường. Trong tháng một âm lịch này, tuổi ất tỵ cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè, người thân, không phải việc gì cũng giữ kín trong lòng, để rồi tâm tính trầm uất cơ thể tiềm tàng bệnh tật ốm đau nhé. Sau đây là một số điều tuổi ất tỵ cần chú ý trong tháng một âm lịch khẩu quyết, vợ chồng dần biết bao dung cho nhau, mâu thuẫn giảm thiểu. Quý nhân, tuổi thìn. Tiểu nhân, tuổi hợi, tuổi dần. Màu sắc may mắn, màu cam, màu đen. Tiếp theo là luận giải vô cùng quan trọng cho tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, khi bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão. Gồm hai phần, phần thứ nhất, đối với nam mệnh. Phần thứ hai, đối với nữ mệnh tuổi Ất Tỵ. Phần thứ nhất, đối với nam mệnh tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Khi bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, quý ông tuổi Ất Tỵ cần phải đặc biệt chú ý đến Hạn Thiên La và sao Thái Dương chiếu mệnh. Sự tác động của Hạn Thiên La đối với quý ông tuổi Ất Tỵ trong năm 2023 và những điều cần đặc biệt chú ý. Nhắc đến Hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Hạn Thiên La thường chủ về tình cảm và tâm lý cụ thể như sau: tình cảm thiên la được xem là lưới trời gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục ghen tuông vô cớ lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách gia đình ly tán tâm lý khi gặp thiên la tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn suy nhược cơ thể hay lo lắng buồn rầu sau đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Có 3 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Thiên La đối với quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 trong năm Quý Mão 2023. Thứ nhất, sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi lập chế độ ăn uống hợp lý song đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu bia thuốc lá thứ hai tình cảm các mối quan hệ trong giao tiếp hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói tránh vướng vào thị phi tai tiếng nhất là tình cảm vợ chồng hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau quan tâm và chăm sóc nhau thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nổi buồn trong cuộc sống đừng ghen tuông vô cớ lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to gia đạo bất hòa chia ly xa cách con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ thứ ba tâm lý để cải thiện vấn đề này khi gia chủ gặp thiên la cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc không nên tự lo âu phiền muộn thay vào đó hãy tìm người tâm sự chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các các bệnh kỳ quái như trầm cảm Quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm 2023 bị sao Thái Dương chiếu mạng. Sự tác động của sao Thái Dương đối với quý ông tuổi Ất Tỵ trong năm 2023. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc giúp cho quý ông có nhiều sự may mắn. Sao Thái Dương chiếu mệnh, dù đang học tập hay công tác thì cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, kinh doanh buôn bán thuận lợi, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thái Dương là một phúc tinh nên cần làm lễ giải hạn và nghênh sao để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm để giảm nhẹ vận hạn, hoặc làm hàng tháng tại chùa, hoặc tại nhà, để cầu xin thần sao phù hộ cho bản thân, gia đình, con cháu được bình an, khỏe mạnh, vạn sự tốt lành, may mắn, thịnh vượng. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao Thái Dương thường thực hiện vào ngày 27 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là vào 27 tháng riêng. Thời gian cúng là từ 21 giờ đến 23 giờ. Khi cúng ra chủ thắp 12 ngọn đèn, hoặc nến. Bố trí theo các vị trí hướng sao hiện, quay về hướng chính đông lạy 12 lạy. Phần thứ hai. Đối với nữ mệnh tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, cần đặc biệt chú ý tới hạn Diêm Vương và sao thổ tú chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Diêm Vương đối với quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Quý Mão 2023. Mức độ ảnh hưởng của hạn Diêm Vương đối với quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Quý Mão 2023. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát sau. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Căn cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng nhiều ghi chép khác về hạn diêm vương và biển hiện của hạn diêm vương là gì thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh tuy nhiên bàn về hạn diêm vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ đối với những người bình thường khác khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc làm ăn rất thuận lợi có duyên với của cải bạc tiền hội tụ rất mạnh những người kinh doanh buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng như vậy hạn diêm vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng khi gặp hạn diêm vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu nếu không chú ý điều trị giữ gìn có thể vong mạng về chầu diêm vương ngao du tiên cảnh đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn hanh thông tài lộc của cải dồi dào sung túc So sánh với hệ thống cửu diệu niên hạn, một số hạn khác có biểu hiện rất lệch lạc so với cửu diệu niên hạn, nhiều tuổi cửu diệu đại cát nhưng hạn năm lại hoàn toàn ngược lại, mặc dù cả hai phần trên cùng nằm trên một cuốn sách. Đối với hạn Diêm Vương thì ta thấy có sự thống nhất cao giữa hai hệ thống coi hạn này. Đối với nữ giới, khi gặp hạn Diêm Vương cũng là năm gặp sao Thái Bạch nên xấu đối với sức khỏe và tài lộc. Qua quá trình so sánh như vậy ta thấy được sự phù hợp hay khập khiễng để cùng nghiệm lý, nghiên cứu tìm ra chân lý đích thực trong biển học vô bờ. Có bốn điều cần đặc biệt chú ý, để vượt qua hạn diêm vương, đối với quý cô tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong năm quý mão 2023. Thứ nhất, đối với phụ nữ mang thai, vận dụng cách giải hạn diêm vương thì cần có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt dinh dưỡng hợp lý. Nên nghỉ những công việc ngoài xã hội, không tham gia làm các việc nặng nhọc nguy hiểm trong gia đình, hạn chế tham gia giao thông. Nên tới các cơ sở y tế để thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài ra cần áp dụng chế độ dinh dưỡng theo lời khuyên của các chuyên gia y tế không nên ăn uống tùy tiện đặc biệt các thực phẩm tính hàn như thịt trâu, thực phẩm có độc tố, không nên đi viếng tang lại gần tử thi. Thứ hai, cách giải hạn Diêm Vương đối với những người bị mắc bệnh thì cần chủ động khám, điều trị và có những biện pháp ăn kiêng, điều dưỡng, tập luyện phù hợp với đặc điểm thể trạng và bệnh tình. Đặc biệt không nên chủ quan lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật e là sẽ có biến nguy hiểm. Đây cũng là một cách giải hạn Diêm Vương rất được xem trọng. Thứ ba, trong những nghiên cứu về cách giải hạn diêm vương, đối với những người khỏe mạnh, bình thường nên giữ gìn sức khỏe, tăng cường hoạt động trong các hoạt động kinh tế, sẽ gặp thuận lợi may mắn có thể thu được nhiều tài lộc của cải. Theo phân tích của nhiều chuyên gia lý số thì đây là một cơ hội vàng để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, thương mại, công danh, sự nghiệp, có thể gặp thành quả rất đáng tự hào. Thứ tư, đối với tất cả mọi người thì cách giải hạn diêm vương tốt nhất là nên trau dồi phẩm hạnh, đạo đức và làm nhiều việc thiện, việc tốt, tích thêm phúc đức. Như vậy, hạn diêm vương căn cứ vào những đặc điểm kể trên thì đây là một hạn vừa tốt vừa xấu. Xấu đối với một số nhóm người và cực tốt đối với những người khỏe mạnh bình thường. Tuy là như vậy, nhưng khi nghe tên là Diêm Vương, vị thần cai quản âm giới, thì chúng ta vẫn phải cẩn thận, nghe tên này hiện lên những nguy cơ, bất chắc, rất dễ xảy ra. Quý cô tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong năm 2023, bị sao thổ tú chiếu mạng sao thổ tú còn được gọi là ách tinh chủ về điểm xấu dễ bị tiểu nhân quấy phá đi lại kém may mắn có tai họa không an yên hay ngủ mê và không nên đi làm ăn xa sao thổ tú chiếu mệnh dù không phải là hung tinh mạnh nhất nhưng mang nhiều điều xấu nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có tuy nhiên sau này thì không đáng lo ngại lắm trong lòng hay mang nỗi buồn man mác tâm lý không vững vàng hay hoài nghi không hăng hái trong công việc làm ăn song cũng không gặp tai họa gì lớn từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thổ Tú là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cũng giải hạn sao Thổ Tú thích hợp nhất là vào lúc sao chiếu sáng tròn nhất hay còn gọi là lúc sao đăng viên. Ngày sao thổ tú đăng viên vào lúc 15 giờ đến 17 giờ, ngày 19 âm lịch hàng tháng tốt nhất là 19 tháng 1 âm lịch vì đó là ngày sao sáng nhất hướng về chính tây để làm lễ giải sao. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 minh đường tử vi rất mong rằng quý cô bác tuổi ất tỵ sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội xin chân thành cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo